Bác là gần nhà nữa luôn hả ba? Kế bên luôn. Thì cái chuyện này á là từ đó giờ vợ chồng hồi lúc mà hai vợ chồng còn ở chung với nhau á, có những cái lục đục gì xung quanh cái bụng của chị Tho này không con? Dạ ha. Vậy là cái này bản thân của bác á là cũng bất ngờ. Không lý giải được luôn. Dạ. Đó, nên bây giờ là mình lớn tuổi rồi mà chuyện này là từ đó giờ thấy trong đời luôn. Năm nay là tôi 76 tuổi là mới thấy cái quá lại thiệt. Dạ. Dạ. Từ đó giờ mình chưa thấy cái cảnh tượng này. À, nhỏ lắm thì chưa đó. À. Lần thứ nhất này. Dạ. Bạn con cũng vậy luôn nè. Dạ. Cái này đúng là chuyện lạ thiệt. Tự nhiên là muốn tăng muốn giảm cái bụng à. Cái bụng nó bự mỗi lần mình nói nó mập. Dạ. Thế là ăn uống mình mập mình đi mặn cũng gì thôi. Trời ơi, con đâu có mập. Rồi mình cũng mới ra thôi vậy thôi sao phát hiện lên cái bữa nó ngồi bắt sát cái bụng của con chưa dài nó bắt sát cái gì á cái thì con đi chơi ăn đi rồi mới đi chơi ăn là chơi ăn cũng không biết gì chưa dạ vậy là làm có gì chưa cũng rất muốn tìm hiểu là cái bụng nó nguyên nhân từ sao mà vậy ha. Làm sao mà nó vậy? Hồi đó giờ đâu có tu mà 76 tu mới thấy thiệt. Dạ. Đúng là lạ thật, thật sự lạ luôn quý vị. Vậy còn những cái gì mà cô đã từng biết như vậy chị Tho đó, cô chia sẻ với tụi con được không? Bây giờ hàng xóm đứng ở ngoài khá là đông cô chú. Tò mò ha. Nhà nó thì nó ở. Dạ. Khi nó nói thì tôi biết chị. À, cũng như là chị Tho chia sẻ cô mới biết ha. À, nó nói thì nó biết thôi. Dạ. Biết quá chuyện dòm thấy quá lạ cũng kỳ. Lạ, à. Lạ, đúng là lạ. Con bản thân con thấy cũng rất lạ luôn mà. Không kêu rờ mà không dám rờ luôn á. Vậy là kế bên nhà luôn. Kế bên nhà luôn á là những cái chuyện gì là sẽ biết hết á mà lại là không có ngờ tới luôn hả con ha bác. Con cháu như vậy. Dạ. Bởi vì thì nó cũng đi mặn. Dạ dạ. Hoài với nó đi mặn ai kêu gì mặn mấy. Dạ. Thôi thì con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ ha, bác đã chia sẻ ha. Nó không lẽ rồi mình nói nó nghe sao? Là vậy đó. Vậy nè, cái này nó vừa chuyện lạ mà vừa tâm linh á, và nó xứng những cái mà khó lý giải quá hả chị ha. Dạ, em cũng không biết làm sao để nói nữa. Dạ. Không, bây giờ mình tin nào được mình tin, miễn sao mà sức khỏe mình tốt là được hả chị ha. Dạ, bác. Nhằm khi á có cái gì nè, tôi nói nè, thì nhiều lúc á thì nó bự lên rồi tôi mặn không được thì cái chuyện đó thì như chuyện mình mặn ăn rồi. Dạ. Mà tôi không biết để nữa làm sao tại vì nói chung thì giờ tôi cũng nuôi một đứa con vậy đó. Dạ. Thì giờ cũng đi mặn mà bây giờ ta nó bự lên vậy đó cái ta đủ gì vậy không à giờ mặn. Ủa? Cũng không được. Dạ. Tại đứa đi mặn ở bên Sa Đéc bản ai mặn cỏ bản ai người ta mới nói ủa đầu sao tôi mà mướn chị đâu có cái bụng gì. Dạ. Rồi sao giờ chị cái tôi nói không biết nữa sao nữa không nó bự chị này kia đó là hồi trước là tôi không nói ai nha rồi đi qua bệnh nặng. Dạ. Con đột nửa buổi rồi người ta đuổi gì à nó bà này gì lạ kỳ dạ, quá rồi ta nói thôi gì đi chứ giờ vậy rồi làm sao mặn. Dạ. Rồi, một ngày là tự nhiên nó bự là mấy lần chị hồi trước em một ngày nó bự 4-5 lần vậy đó. Dạ. Rồi sao 2-3 lần cũng có, giờ 1 lần cũng có, như hồi tối giờ là nó làm được 2 lần. À, ví dụ như cái lúc mà tự nó lớn tự nhiên đó là chị kêu nó xẹp cũng vẫn xẹp luôn. Không xẹp, nó tự xẹp thì xẹp à. Còn như bây giờ nó tự nhỏ vậy ha thì kêu nó bự lên hay là xẹp xuống thì được. Nhưng mà tự nó bự rồi là tự nó xẹp thôi chứ mình kêu không có được. Nói chung là tự nhiên là tự nhiên lại, tự nhiên lớn là tự nhiên nhỏ. Dạ. Còn mà tự kêu á thì tự kêu nó xẹp lại. Dạ. Rất là hay á, nó ngộ á, mình không giải thích được á. Chị có chia sẻ là cách đây 16 năm là chị với chồng chị là có sảy một cái em bé trai hả? Không. Sao là sao? Không, đâu có 16 năm đó đâu có thảy đâu. Là khi nào? Sau này lại mấy sảy con đứa. Như là tại tôi bỏ á, là sau này nè. Là đứa thứ ba mình mới bỏ ha. À, bao nhiêu năm rồi chị? Cũng đây chắc có 2 năm rồi. 2-3 năm gì vậy? À, cũng có khi nào nguyên nhân đó không ta? Trước kia là 16 năm. Nhầm người thì nói là chồng tôi khi đi có vợ bé này kia vậy đó rồi
vợ nhỏ thư hay này kia, nhưng mà tôi nghĩ là không phải, tại vì mới có anh có đầu 2 năm 2 thôi, chứ còn trước thì đã có rồi, bởi vì tôi không sợ là cái điều đó. Yeah. Như một nữa, hai nữa, tôi đi coi mấy ông thầy thì nói là không biết cái gì hết, chứ như mình đi mượn người đi cũng hai người trong đó nói là mình bị yếm hay là cái kia, như là cho người bóc gió đi, nhưng mà ta cũng không biết là cái gì luôn. Vậy là chưa tìm ra nguyên nhân. Dạ, chưa tìm nguyên nhân. Vậy là phải cần á. Dạ, đi siêu âm rồi, em tưởng máu, em làm gì cũng làm chứ, nhưng mà không có gì hết. Chắc mà em đi siêu âm đó là phì lên cho người ta thấy luôn. Thì ta phì vô mà nhưng cũng không thấy gì luôn. Ta chỉ thấy là nước vậy nè chị, như chẳng hạn bây giờ á, tụi em á, xin phép chị luôn là bữa nào tụi em sẽ dẫn chị đi siêu âm và dạ. Như mà chị muốn làm cái gì tụi dạ. Em sẽ dẫn chị làm đó để mà dạ, mình dạ. Xác định là cái đó về khoa học. Dạ. Còn nếu mà khoa học không lý giải được thì tụi em sẽ xin như là bên mảng ý kiến của khán giả. Dạ. Rồi bên mảng tâm linh chị muốn sao tụi em vẫn ấy, nhưng mà tìm hiểu nguyên nhân dạ. Về cái bụng của chị như thế nào. Dạ. Chị có chấp nhận không? Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Anh coi giùm tôi cũng muốn biết coi trong tôi cái gì thôi chứ tôi cũng hả. Cái này cũng quý cô chú anh chị hãy cho những cái lời giải thích của quý vị nha. Chứ dạ. Thực sự là cái này anh em ở đây cũng khó lý giải và bản thân chị cũng khó lý giải được dạ, vấn đề này. Em cũng bản thân em cũng dạ sao. Ủa, một chuyện khán giả hỏi chị đó, khi mà chị mang bầu bự vậy đó, rồi sinh hoạt hàng tháng gì nó có đều đặn không hay sao? Không, đều đặn chắc. Kinh nguyệt á ha, ý nói là kinh nguyệt á ha. Đều đặn luôn, không có bị mắc kinh bình thường hết. Dạ. Hay quá ha. Dạ. Tại vì cái này không phải là tụi em muốn tìm hiểu sâu gì, nhưng dạ. Mà nhiều cô chú cũng hỏi như vậy đó. Thì dạ. Hôm nay tụi em mới hỏi vậy á. Muốn hỏi chị để cho biết đó. Dạ. Như bây giờ nè, chính là đi siêu âm là hai tháng trước nè. Là anh siêu âm là ta biết em là 3 ngày nữa có kinh là thiệt. Công nhận tôi cũng khen siêu âm hoài đó. Tôi về tôi nói mấy bà này nó hô là tôi có bầu không à. Yeah. Tôi đi siêu âm là gì bánh ấy, nếu mà ai nói cô có bầu ra tôi nuôi cô hết. Là 3 ngày nữa cô có kinh thiệt, 3 ngày tôi bảo hả? Tôi nói hả ơi con yeah. Đâu có bầu đâu là tôi cũng có kinh, có nguyệt này kia nè. Yeah. Những chuyện này mình cũng không có giấu gì, như lên đây thì kệ đi nói chị đi, để cho người biết một chút. Khó lý giải quá. Thôi bây giờ cũng như là mấy anh em ơi, cũng như là kết thúc clip rồi đó. Thì cũng như chị hãy cho em xem là một lần và khán giả xem là một lần nữa về cái bụng của chị như thế nào nhé. Dạ. Dạ. Rồi. Xéo qua chị. Rồi, bự nha. Bự lên. Kiểu bự nha. Bự lên. Ngoài cái bụng ra hai bên cái eo á nó cũng phì lên luôn quý vị ơi. À, y chang như có bầu luôn, không khác tí nào luôn. Đồ trời ơi ta. Đó là cái hiện tượng này đã xảy ra 16 năm về trước. Dạ. Trời ơi có bụng luôn. Tròn do luôn. Nó tròn do. Tròn do luôn. Hiện giờ nó có gò có gì không chị? Không, giờ hay không gò. Trời đứa ơi. Bình thường á phì lên là nhạy, nhạy cảm quá. À, dạ, đúng rồi, nó nhưng mà điều á như khi gì nè. Có lúc anh tự nó bự phải không, mà tôi nằm thì nó có nó làm như là nó rung rinh cái bụng vậy nè. À, nó căng vậy nè. Rồi tôi mới kêu người ta gò thử. Dạ. Ừ. Ừ. Người thì ta gò ta cũng như giờ chị nhấn vô thử được không? Vậy, chị nhấn vô cái bụng nó đau không á? Không. Nè. Kỳ vậy ta. Không đâu. Không, nó bự ra ta. Em xin phép như là em cũng như rờ cái bên ở mảng bụng á ngay phần này nha chị, ngay phần rúng thôi chứ không gì. Dạ. Gì không? Cái này giống như là mình nhìn nó y như là mỡ vậy đó ha, chứ nó không có mỡ giống như mỡ bụng vậy đó, nhưng mà lại không hiểu nguyên nhân, muốn xẹp xẹp muốn ấy ấy. Ừ. Lâu rồi chị xẹp nó đi chị ơi. Thôi xẹp đi rồi em cũng trời ơi, như tôi cũng tính như tính đi lên trệt nè, nhưng mà ở dưới này thì cũng coi không có gì rồi, thấy vậy rồi với tôi không có điều kiện hung nữa rồi. Dạ. Tôi không có đi. Dạ. Thôi bây giờ mình đi theo từng tuyến đi, nếu mà xã phường hay là dạ. Tỉnh mình đi, rồi nếu mà không lý giải được thì mình hãy đi cao lên nữa. Xa hơn tí nữa. Đúng rồi, mình dạ. Đi theo trình tự đi cho nó dễ vậy. Rồi, cảm ơn đại chị đã chia sẻ về cái bụng nha chị. Cảm ơn chị. Dạ. Chị có một mình chị kêu lên xuống được thôi. Dạ dạ. Dạ xuống nha. Xuống mày. Xuống đó lên xuống hay quá rồi cảm ơn chị đã chia sẻ về cái một cái điều kỳ thú, một cái điều kỳ lạ. Hẹn với chú anh chị nha.
rồi. Thôi thì cũng mấy cái sen á, chị uống thử xem như thế nào nhé. Còn nói về khoa học thì em sẽ cố gắng về khoa học. Có chị em Bạch Châu. Dạ. Mà tôi cũng không hiểu sao mà tôi cũng không biết là phải là chỉ không, thì trong trong cái clip của chị là tên sen đó, mà tại sao ủa tên Trang là chị nào đó, đang gửi cho tôi clip nhắn tin qua nè, tôi là chị gái đây nè, Trang nè, Trang kêu Lon phải gỡ cái video clip của đâu chị Lon, chị điện thử này phải không? Không không, cái đó thì tên Trang đó là chị em Bạch Châu với tôi nhé. Nếu mà không gỡ cái video clip của Kho xuống thì sẽ báo công an. Đây là một cái người nhân vật mình quay, họ không nói gì thôi. Cái con Lon này nó cũng giúp cho cha con thôi, mà nói cho Lon như vậy đó, Lon cũng sợ không biết có chuyện gì không, rồi Lon mới nhờ có dịp có đi vô gặp con Tho vậy đó, hỏi dùm coi cái lý do như vậy có đúng không. À, tại vì chị em anh Châu với tôi cũng tên Trang phải không? Trang nè, bả cũng như thế này là trời ơi, mà cháu nội cũng cháu môi, cháu nội cháu môi là của chị Thoa. Em cảm nhận được giống như là chị là một con người đặc biệt và có một cái khả năng có thể tự tạo cái bụng mình, còn về tâm linh thì em chưa có. Bây giờ chính mình phải đi bác sĩ. Giờ trước tiên thì mình cứ tìm hiểu qua khoa học đi, từ từ rồi mới đi xa hơn tí nữa. Mấy cô cứ việc thôi, không phải là mình không tin người ta mà em hỏi. Dạ cô là sao? Bác ha, dạ thì giống như là cô đó, chị đã chia sẻ rồi đó, thì cái này là sự cho phép của chị đó, thì cũng như là gửi đến cộng đồng mạng một cái điều kỳ thú kỳ lạ của cái đời sống hàng ngày của mình, có rất nhiều kỳ lạ, và đây là một điều kỳ lạ mà bản thân cái chị Tho cũng không biết luôn đó, chị cũng cần với cái lời giải, và chị cũng đang thắc mắc. Thì cái này nè, muốn giải đáp thắc mắc á, thì cộng đồng mạng hiện giờ á, là người ta quen biết rất nhiều. Dạ. Thì biết đâu sẽ có những cái bài thuốc hay, hoặc là những cái thầy nào đó giỏi sẽ giúp cho chị. Dạ. Dạ. Đó. Dạ, lạ. Dạ. Mà bản thân cô là bác là không ngờ luôn hả? Bác không ngờ là cái bụng của chị Tho nó bị vậy luôn hả? Nó to vậy hả? Không dám gỡ á. Em mới quay lại cái này á, chị làm cho nó bự lên em cái. Dạ. Thôi bây giờ nè, sẵn này gờ luôn nha. Dạ. Gờ luôn. Kéo áo lên xíu chị. Dạ. Đây là cô chú anh chị, bụng chị là tự lớn luôn, rồi tự xẹp xuống. Chị dạ, kêu là lớn. Nha. Dạ kêu. Bự nè. Đó, nó bị ra. Ý chán mình bơm hơi vô vậy đó. Dạ. Đó. Chị này rất là lạ luôn. Rồi chị kéo xuống chị. 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 Trời ơi, nay không lại gờ luôn. Không ơi. Lại bác qua chứ gờ. Lại với chị Hoa. Bác. Ông chứ gờ luôn. Thấy kiểu quá lạ. Thấy lạ không dám gờ luôn. Hôm nay còn gờ rồi. Thấy nó giống như là mở vậy hả? Nó không cứng nữa. Đây thì Phong cũng kết thúc clip đây. Thì đây là một video mà với nó những điều kỳ thú quá, bản thân Phong không lý giải được. Thì quý cô chú anh chị xem video này hãy lý giải giùm Phong cái hiện tượng là chị muốn to to, muốn nhỏ nhỏ có phần bụng rồi đó. Thì nó như thế nào? À, thì hãy để lại comment của quý vị á, để mà mình cùng thảo luận bàn bạc về cái hiện tượng của chị Tho như thế nào nhé.